Mọi người đến đây xem. Nay là em review cho các bạn, đây là Thiên Cung Tâm. Hay như là chú chim này. Thực ra là ở đây là cái số này là số trung tâm nhất ở Moscow. Nhiều người Việt Nam sống ở đây rất là nhiều năm, khoảng 20 năm, nhưng cũng chưa có thời gian để lên đây vì điều kiện là để công việc làm. Các bạn ơi, đây đây các bạn nhìn tin là đang là hôm qua là âm 20 độ nhưng hôm nay nó lại lên dương 1 độ. Đấy, hôm nay thời tiết ấm hơn. Đây là chào các bạn đây các cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Các bạn nhớ bấm chuông để xem video mới nhất. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.